Dạ vâng, trải qua một chuỗi bài về ứng dụng laser công suất thấp thì chúng ta đã thấy laser công suất thấp đã được ứng dụng để chữa rất là nhiều bệnh về ngoài da cũng như bệnh xương khớp và bệnh về tai mũi họng. Ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu một cái phần rất là quan trọng trong việc điều trị, đó là điều trị về tim mạch. Vì cái phần này nó rất là dài cho nên là mình phân ra làm hai bài và có rất là nhiều kiến thức mà mình không thể nào truyền tải được ở trong cái buổi học. Cho nên nếu các bạn có gì thắc mắc, có gì cần tìm hiểu thì vui lòng inbox, vui lòng liên hệ với mình. Ok, và chúng ta sẽ vào bài học. Điều trị tim mạch bằng laser công suất thấp. Tác dụng của laser lên từng khía cạnh của bệnh lý thì chủ yếu là qua ba cái kỹ thuật, là chiếu lên vùng tuyến cảnh là một này, vùng hoạt tính sinh học này, và đặc điểm của laser nội mạch là điều trị thiếu máu cơ tim, viêm nội tâm mạc, nhồi máu cơ tim cấp, dự phòng nhồi máu cơ tim và các bệnh lý thiểu năng tuần hoàn não, di chứng tiêu tai biến mạch máu não và bệnh cao huyết áp. Một trong những ứng dụng để đề cập nhiều nhất trong bức xạ laser công suất thấp là lĩnh vực tim mạch như mình vừa nói. Đó là chưa kể những cái công trình đồ sộ về laser công suất cao trong ngoại khoa tim mạch. Thì những nghiên cứu của tác giả về tác dụng laser EO-Meon trong từng bệnh lý về hệ tim mạch đã được trình bày khá phong phú như ba cái kỹ thuật mà mình vừa nói đấy. Thiếu máu cơ tim là một trong những cái bệnh chiếm tỷ lệ khá cao trong cái bệnh cảnh tim mạch, mà nguyên nhân cơ bản là do vữa sơ động mạch. Khi vữa sơ động mạch thì phát triển lên một cái mức độ nhất định gây nghẽn dòng máu trong động mạch vành, gây nhồi máu cơ tim. Mặc dù ngày nay có nhiều cái thành công về điều trị nhồi máu cơ tim cấp, ví dụ sử dụng men tiêu hóa, mà ví dụ như là sử dụng men tiêu máu cục đấy, các thuốc về chống tiết vón tiểu cầu, thuốc giãn vành, thuốc chống loạn nhịp, bù đắp sự thiếu hụt về tocopherol với vitamin E, sử dụng oxy cao áp, nhưng mà tỷ lệ cao tử vong nó vẫn còn cao. Sử dụng laser EO neon chiếu nội mạch đã làm giảm tỷ lệ tử vong nhồi máu cơ tim cấp xuống từ 16% xuống còn 5% đấy. Nhồi máu cơ tim nếu mà xét về bệnh lý, xét về bệnh căn của nhồi máu cơ tim thì người ta thấy động mạch vành thường xảy ra theo cách là theo những cách sau đây: nghẽn mạch vành hình thành trên mảng vữa sơ, xuất huyết trong mảng vữa sơ hình thành mọc máu trong cái thành mạch làm cho khẩu kính hẹp lại, càng hẹp hơn dẫn tới việc là tắc do vật lạ từ xa, dẫn tới như trong các bệnh mà Nisoma, do yếu tố phụ trợ, do các yếu tố khởi phát như gắng sức, xúc động. Và người ta sẽ chiếu laser EO-Meon vào trong lòng tĩnh mạch với công suất đầu dây quang dẫn là từ 1 cho đến 2 mW, thời gian chiếu là 3 đến 40 phút. Đánh giá kết quả đạt được thông qua các chỉ số về hệ thống đông mạch máu, chống đông máu, hoạt tính của men, creatine phosphokinase, phương pháp đánh dấu đồng vị phóng xạ cơ tim. Đấy. Các vấn đề về điều trị nhồi máu cơ tim ấy và các biến chứng của nó là một cái vấn đề cấp bách nhất của thầy thuốc tim mạch hiện nay. Nhằm điều trị có kết quả tắc mạch do máu cục, biến chứng loạn nhịp hay là suy tuần hoàn, dự phòng lan rộng tiếp tục của vùng hoại tử. Nhiều phương pháp điều trị bằng thuốc đã được nêu ra, và vấn đề sử dụng heparin trong một số bệnh kèm theo lại là chống chỉ định đấy, cho nên người ta phải sử dụng laser heo neo, sử dụng laser để kết hợp. Mà một số bệnh nhân này ấy, thì có 41% là kèm theo cao huyết áp, 8,2% là kèm theo đái tháo đường và 6,5% là kèm theo viêm phổi mạn. Nhắc lại một lần nữa là công suất dẫn là từ, đối với laser EO-Meon là từ 1 cho đến 2 mW,
thời gian chiếu là 30 đến 40 phút. Thì người ta nghiên cứu trong 61 bệnh nhân thì có 22 bệnh nhân được chiếu bằng laser vào nội mạch và thời điểm là trước 6 giờ sau nhồi máu cơ tim, và 39 bệnh nhân được chiếu sau 6 giờ sau nhồi máu cơ tim. Thì đối chiếu với nhóm chứng thì tác giả đã thu được cái kết quả rất là khả quan. Để đánh giá được tình trạng lưu biến máu thì người ta sử dụng các thông số, ví dụ là tái tạo canxi, sử dụng nạp của máu heparin nội sinh hoặc tính tiêu fibrin, độ kết dính tiểu cầu, độ kết dính hồng cầu, các chỉ số về tính tính máu đông thì nghiên cứu đã được tiến hành. Với rất nhiều chỉ số bệnh nhân nhồi máu cơ tim điều trị đã cho thấy là thời gian tái tạo canxi ngắn, dung nạp máu với heparin nội sinh thấp, tăng nồng độ fibrinogen, tăng nồng độ fibrinogen, giảm heparin nội sinh, tăng kết dính tiểu cầu và hồng cầu, ức chế hoặc tính tiêu của máu. Tất cả các chỉ số này nó là sự gia tăng cái quá trình đông máu và ức chế tiêu fibrin. Điều trị laser về heo neo neo nội mạch, đấy, người ta nhận thấy rằng là giảm kết dính tiểu cầu và hồng cầu, tăng tiêu hủy fibrin, tăng heparin nội sinh, giảm nồng độ fibrinogen, đấy. Và chúng ta có thể so sánh cái kết quả điều trị của bệnh nhồi máu cơ tim. Chúng ta hãy nhìn vào cái bảng trong slide đấy. Các chỉ số về máu đông sau buổi chiếu thứ nhất của laser vào tĩnh mạch chưa thấy kết quả thay đổi rõ nét đâu. Phân tích hoạt tính đã cho thấy là đỉnh hoạt tính bắt đầu từ sau 15 giờ cho đến sau giờ thứ 15 cho đến 18 sau chiếu laser, và bình thường hóa rất nhanh ở thứ hai và lần thứ ba. Nhóm chứng thì đỉnh hoạt tính là xuất hiện muộn hơn ở giờ thứ 20 và bình thường hóa là ở ngày thứ tư. Và tác giả còn nhận thấy rằng sự biến động một cách chậm chạp giữa bình thường hóa creatine phosphor kinase phản ánh sự nới rộng của vùng nhồi máu cơ tim vì nó đào thải một cách chậm chạp men từ ổ của hoại tử. Từ đó có thể thấy rằng laser giúp tăng quá trình đông máu và ức chế fibrin, điều trị có kết quả đối với tắc mạch do máu cục, biến chứng loạn nhịp và suy tuần hoàn tim. Trong bảng so sánh kết quả, chúng ta còn có thể nhận thấy rằng ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim được điều trị bằng laser ông nội mạch và nhóm được điều trị bằng phương pháp kinh điển thì kết quả tỷ lệ phần trăm cho thấy rằng một điều rõ ràng là chiếu laser ông vào máu trong lòng mạch đã làm giảm đi khá lớn các biến chứng và tỷ lệ tử vong. Tác dụng laser ông nội mạch liên quan đến sự ức chế về khả năng kết dính tiểu cầu hầu cầu và cải thiện cái tính lưu biến của máu. Đấy. Vào những năm 1988 ấy, người ta đã tiến hành điều trị cho 300 bệnh nhân nhồi máu cơ tim bằng phương pháp là chiếu laser heo neon vào máu trong cái tim nhĩ phải. Tuổi trung bình được áp dụng là 58, khoảng 58 tuổi. Người ta theo dõi loạn nhịp được tiến hành suốt 24 giờ theo phương pháp là Holter, H-O-L-T-E-R, thì động lực học của vùng nhồi máu cơ tim ngoại vi trong vòng những giờ đầu nghiên cứu được phân tích theo 35 đạo trình, 35 đạo trình và các chỉ số được phân tích, thì kết quả đó là giảm cơn đau co thắt tim ngực là 33%, các chỉ tiêu chủ quan như màu da, niêm mạc tốt lên, giảm cái hội chứng về rối loạn thần kinh thực vật, về rối loạn nhịp theo dõi qua 24 giờ thì ở 93,7 bệnh nhân phần phần trăm bệnh nhân á thì có nhịp ngoại thu tâm thấp và trên thấp, trung bình 24 giờ xuất hiện là 2,45 cộng trừ cho 1,035 cái nhát ngoại thu tâm thấp và 1,7 cộng cho 635 nhát ngoại thu trên thấp.
Hiệu quả điều trị bằng laser đã cho thấy là 62% số bệnh nhân có nhịp ngoại tâm thu riêng lẻ được giảm ở mức loạn nhịp là 75%. Hiệu quả chống rung tim cũng đạt được khi dùng laser neo nội mạch với tỷ lệ là 2% xuất hiện rung thấp, khi đó nhóm chứng là 8%. Về giới hạn cái vùng thiếu máu cơ tim dưới tác động của laser thì cũng phân tích cho thấy rằng quá trình tác dụng động học thì thường xuyên ở ST, và cũng cho thấy rằng cái quá trình điều trị bằng laser đấy thì nó giảm xuống đạt đến 65% trong cái nhóm chứng thì chỉ hạ được 33% thôi. Trong các bệnh suy tim trái cấp thì giảm được 2,5 lần, ứ đọng phổi thì giảm được 1,8 lần so với nhóm chứng. Và tác giả cũng đưa ra được những cái nhận xét, người ta cũng chỉ ra được những cái nhận xét này là những cái nhận xét chung. Việc điều trị và bảo tồn bằng laser có kết quả trong chữa bệnh và có tác dụng là tích cực lên quá trình sinh mệnh của nhồi máu cơ tim cấp. Laser đã dẫn tới cái kết quả giảm hội chứng đau thắt ngực, làm ổn định dần cái ECG, nhầm EGC, EGK và làm thu hẹp cái vùng thiếu máu cơ tim và tổn thương dẫn đến cái quá trình là tăng quá trình liền sẹo, qua đó làm giảm tỷ lệ tử vong và giảm bớt cái biến chứng về rung thấp, về sốc tim, về suy tim. Tỷ lệ tử vong là giảm 24% so với cái nhóm mà được đối chứng. Tác giả cũng có nhiều nhà khoa học đã công bố kết quả điều trị cho 900 bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp bằng laser neon nội mạch. Thì tác giả đã nhận xét rằng làm giảm được cái cơn đau thắt ngực, làm giới hạn cái vùng thiếu máu cơ tim, làm giảm hoạt tính của enzyme đặc hiệu, ví dụ CBK, MBCBK, hoạt tính của enzyme chống oxy hóa, catalase cũng tăng lên là 42%, đấy, glutathione thì giảm là 35%, với hiệu ứng kích thích sinh học của laser heo neon đã làm cho độ bão hòa oxy của máu tăng lên là 20%. Theo dõi bằng Holter ECG đã chỉ ra các liệu pháp laser có hiệu quả chống loạn nhịp sau nhiều lần tiến hành thủ thuật, thấy ngoại tâm thu đơn thuần là giảm 77%, ngoại tâm thu thấp nhịp đôi thì giảm là 85%, tần suất rung thấp ở nhóm điều trị laser là 1,2% so với nhóm chứng được điều trị bằng phương pháp kinh điển là 69%. Đấy, và chúng ta có thể xem được cái bảng về tiến hành, người ta đã tiến hành điều trị laser ion neon vào cái máu ở trong tâm nhĩ phải, điều trị cho 300 bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, thời gian chiếu là 20 cho đến 30 phút, công suất đầu dây quang dẫn là từ 2 cho đến 10 mW, và phương pháp này đã được so sánh với cái nhóm chứng là cái nhóm không chiếu laser đấy nhá, thì cho thấy là suy tim cấp là giảm còn là 6,39%, trong khi đó ở nhóm chứng là 22,5%, phù phổi là giảm còn 2,02%, trong khi đó ở nhóm chứng là 6,61%. Tương tự với hen tim, tỷ lệ tử vong đối với cái nhóm chiếu laser thì còn là 4,37%, tuy nhiên ở nhóm chứng là 16,55%. Từ đó cho thấy rằng cái laser công suất thấp có tác dụng rất quan trọng trong việc điều trị tim mạch. Đấy. Và ở cái phần tiếp theo, ở cái bài học tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu trong việc điều trị bệnh thiếu máu cơ tim và những cái thay đổi về chỉ số đông máu ở cái bệnh nhân thiếu máu cơ tim được điều trị bằng laser. Đấy. Những cái bằng chứng lâm sàng về hóa lý bệnh và hiện tượng đột quỵ
được cải thiện sau khi mà người ta chiếu bằng laser heo nghe ông cho bệnh nhân thiếu máu cơ tim. Đó là cái bài học tiếp theo, cái bài học thứ hai. Và nếu bạn nào muốn thắc mắc cái gì, muốn hỏi cái gì thì vui lòng inbox, vui lòng liên hệ với mình. Bài học của chúng ta kết thúc tại đây và chúng ta sẽ vào cái bài hai, cái bài tiếp tục của cái phần thứ hai của cái điều trị bệnh tim mạch bằng laser công suất thấp ở cái phần sau. Hẹn gặp lại các bạn ở buổi học tiếp theo.